Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói Bắc Hàn có ý định khiêu khích tin từ Seoul, Nam Hàn. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter nhận xét là Bắc Hàn có ý định sử dụng việc phóng hỏa tiễn để gia tăng căng thẳng trong khu vực, nhưng dường như họ không chuẩn bị cho vụ thử vũ khí nguyên tử hoặc phóng hỏa tiễn tầm xa lần thứ tư. Trước khi ông Carter đến Seoul để thăm đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản, Bắc Hàn đã bắn hai hỏa tiễn đất đối không ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của họ. Trước đó, Bắc Hàn lên tiếng thị uy bằng cách bắn bốn hỏa tiễn tầm ngắn liên tiếp cũng ở ngoài bờ khơi của bờ biển phía Tây. Ông Carter nói hành động trên một lần nữa chứng minh rằng Bắc Hàn có ý định tiếp tục khiêu khích Hoa Kỳ và Nam Hàn mà họ cho là kẻ thù của Bắc Hàn. Hiện nay, Bắc Hàn đang bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt nặng nề vì những chương trình thử nghiệm hỏa tiễn, đạn đạo và nguyên tử. Ngũ giác đài cho biết là Hoa Kỳ đang thúc đẩy việc lắp đặt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo tầm cao, gọi tắt là THAAD ở Nam Hàn, nhằm ngăn chặn nguy cơ hỏa tiễn của Bắc Hàn. Tuy nhiên, theo tiết lộ của một viên chức Bộ Quốc phòng, ông Carter sẽ không thảo luận nhiều về vấn đề này với ông Hàn. Hiện nay, Hoa Kỳ có 30.000 binh sĩ đóng tại Nam Hàn. Hoa Kỳ sẽ chỉ huy quân đội hai nước nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Đại Hàn.